Tại sao người Trung Quốc lại thích ăn sầu riêng? Lợi ích và giá trị dinh dưỡng của vua trái cây. Sầu riêng được mệnh danh là vua của các loại trái cây, từ lâu đã là một phần không thể thiếu trong ẩm thực Đông Nam Á. Gần đây, loại trái cây này đã trở nên cực kỳ phổ biến tại Trung Quốc, nơi mà người dân không ngại chi số tiền lớn để thưởng thức. Vậy điều gì đã làm nên sức hấp dẫn của sầu riêng đối với người Trung Quốc và những lợi ích sức khỏe nào mà loại trái cây này mang lại? Sự hấp dẫn độc đáo của sầu riêng. Người Trung Quốc yêu thích sầu riêng không chỉ vì hương vị đặc trưng mà còn vì nó đại diện cho một nét văn hóa ẩm thực độc đáo. Hương vị đậm đà, hòa quyện giữa ngọt ngào và béo ngậy, cùng với kết cấu mềm mịn của cơm sầu riêng đã chinh phục được khẩu vị của nhiều người. Đặc biệt, sầu riêng từ Đắk Lắk, Việt Nam với cơm vàng, hạt lép và hương vị thơm ngon đã trở thành một trong những loại sầu riêng được săn lùng nhất trên thị trường. Lợi ích sức khỏe từ sầu riêng. Không chỉ dừng lại ở hương vị, sầu riêng còn mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe tuyệt vời. Cung cấp năng lượng dồi dào. Sầu riêng chứa lượng lớn carbohydrate giúp bổ sung năng lượng nhanh chóng cho cơ thể, đặc biệt phù hợp với những ai có lối sống năng động. Giàu chất xơ. Hàm lượng chất xơ cao trong sầu riêng hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp ngăn ngừa táo bón và duy trì sự khỏe mạnh của hệ tiêu hóa. Nguồn vitamin và khoáng chất. Sầu riêng chứa nhiều vitamin C, B1, B2 và kali, giúp tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện chuyển hóa năng lượng và duy trì sự cân bằng điện giải trong cơ thể. Chất chống oxy hóa. Sầu riêng giàu các hợp chất chống oxy hóa như polyphenol và flavonoid, giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tổn thương của gốc tự do, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Hàm lượng kali trong sầu riêng giúp duy trì huyết áp ổn định, trong khi chất xơ giúp giảm cholesterol xấu trong máu, bảo vệ sức khỏe tim mạch. Sầu riêng Đắk Lắk, lựa chọn hoàn hảo cho người sành ăn. Không phải ngẫu nhiên mà sầu riêng Đắk Lắk lại được người Trung Quốc yêu thích đến vậy. Được trồng trên vùng đất đỏ Ba Gian màu mỡ của Tây Nguyên, sầu riêng Đắk Lắk nổi tiếng với hương vị đậm đà, cơm vàng óng ả, hạt lép và mùi thơm đặc trưng. Đây là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn thưởng thức sầu riêng chất lượng cao. Kết luận, sự yêu thích của người Trung Quốc đối với sầu riêng không chỉ là vì hương vị đặc biệt, mà còn vì những lợi ích sức khỏe tuyệt vời mà nó mang lại. Nếu bạn cũng muốn trải nghiệm những giá trị dinh dưỡng và sức hấp dẫn độc đáo này, hãy lựa chọn sầu riêng Đắk Lắk, một trong những loại sầu riêng ngon nhất từ Việt Nam.